thành công cho bé trai 13 ngày tuổi mắc thai trong thai. Hốt hoảng khi phát hiện nguyên đàn rắn cuộn tròn trong cốp xe. Huấn Hoa Hồng bị phạt 7,5 triệu đồng. Ông Phạm Nhật Vượng là nhà từ thiện hào phóng nhất châu Á. Tượng giống chó Alibi được xây bằng vàng ngay giữa thủ đô. Lan Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày 13 tháng 11 của Sài Gòn TV. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình. Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam tăng cả ở thành thị và nông thôn. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh được dự báo còn tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, nước ta sẽ dư thừa khoảng 1,38 triệu nam giới vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là do vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo, lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính trước khi sinh do áp lực giảm sinh. Hậu quả của tình trạng này sẽ dẫn đến thừa nam thiếu nữ ở độ tuổi kết hôn, sinh đẻ, gây nên bất bình đẳng, bạo lực giới, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội. Để hạn chế vấn nạn này, cân bằng giới tính khi sinh, các cấp, các ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện tốt chính sách dân số. Ngành y tế và các đoàn thể chính trị xã hội ở từng địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đến từng gia đình về hệ lụy tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chọn lựa giới tính khi sinh để hướng tới giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính, xóa bỏ bất bình đẳng về giới, đảm bảo các quyền của con người. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 13 ngày tuổi mắc tật hiếm gặp thai trong thai. Trong quá trình theo dõi thai kỳ của mẹ, các bác sĩ siêu âm đã phát hiện có một khối u to trong ổ bụng của bé. Bé được sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ với cân nặng lúc sinh 3,2 kg. Sau sinh, đánh giá thấy bé có khối u kích thước 10cm x 10cm ở vùng bụng bên trái. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị tiếp. Kết quả siêu âm và CT bụng cho thấy có khối hỗn hợp trong ổ bụng nằm sau phúc mạc trái, kích thước 53mm x 81mm. Khối u to đẩy thận xuống vùng hố chậu, đẩy tụy ra trước, có mô mỡ, cột sống, hộp sọ, xương dài. Dựa vào kết quả hình ảnh siêu âm và CT bụng, kết hợp với thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã chẩn đoán đây là trường hợp thai trong thai và quyết định phẫu thuật cho bé. Cuộc phẫu thuật được tiến hành lúc bé được 13 ngày tuổi. Trải qua 75 phút căng thẳng, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Các bác sĩ đã cắt trọn khối u dạng thai mà bé không cần phải truyền máu trong và sau cuộc mổ. Hiện tại, sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe của bé đã ổn định, được chuyển ra phòng ngoài nằm với mẹ và đã được bú sữa. Theo các chuyên gia y tế, tật thai trong thai hay còn gọi là thai nhi trong bào thai là một bất thường sinh sản, trong đó một khối mô giống như một bào thai hình thành bên trong cơ thể. Đã có hơn 100 trường hợp thai trong thai được ghi nhận trong y văn thế giới. Mặc dù không phải là tình trạng nguy hiểm chết người, thai ký sinh có thể phát triển đủ lớn để gây biến chứng cho thai chủ. Vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, ngày 12 tháng 11, tại vị trí xảy ra vụ sạt lở vào ngày 11 tháng 11 đã vùi lấp một người mất tích, ba người bị thương, lại tiếp tục xảy ra vụ sạt lở. Trong khi các lực lượng tìm kiếm đang làm việc, thì một mảng sườn đồi kéo theo đất đổ chụp xuống. Theo đoạn clip ghi lại, đất đá đổ xuống ao ao khiến những người có mặt tại hiện trường nháo nhào tìm cách thoát thân. Rất nhanh sau đó, đất đá đã nằm ngổn ngang ở phía dưới mặt đường. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, công tác tìm kiếm tạm thời dừng lại. Sau khi lũ rút, những thiết bị điện máy, xe cộ đều được người dân đem ra tiệm sửa chữa, tái sử dụng lại. Tuy nhiên, mưa lũ tràn về cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi nhiều nhà dân bất ngờ phát hiện rắn ẩn nấp trong chăn, màn, tủ đựng quần áo, vật dụng gia đình. Hầu hết những loài rắn này sống ngoài đồng ruộng hoặc là bụi rậm đã theo dòng lũ bò vào khu dân cư. Như mới đây, hình ảnh nguyên ổ rắn làm tổ trong cốp xe máy được người dân phát hiện khi đem xe ra tiệm sửa chữa cũng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho nhiều người hoảng hốt. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại một địa phương ở Hải Lăng, Quảng Trị. Quan sát có thể thấy nguyên một ổ 3-4 con rắn nằm cuộn khoang bên trong cốp xe. Nếu không kịp thời phát hiện, có thể nguy hiểm cho những người trong gia đình. Không rõ ổ rắn trên được mọi người giải quyết ra sao. Nhưng chắc hẳn, khoảnh khắc bật mở cốp xe và phát hiện chúng cũng khiến cho tất cả bị một phen hú hồn. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết vừa nhận được công văn của Bệnh viện Bạch Mai về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong số này có một bệnh nhân đã tử vong, một bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và gặp di chứng thần kinh.
Trường hợp tử vong là nam bệnh nhân 32 tuổi, được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh sang trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai ngày 3 tháng 11. Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt, chẩn đoán ngộ độc cồn methanol. Tiến hành xét nghiệm, bác sĩ phát hiện nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân cao 141mg trên 100ml máu, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não lan tỏa nặng. Dù được giải độc cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên do tình trạng quá nguy kịch, người đàn ông đã qua đời. Gia đình cho biết 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân mua rượu từ một quán tạp hóa về uống cùng 3 người khác. Loại rượu này được đóng trong can nhựa 30 lít có tên rượu nếp, hầm rượu Việt của cơ sở sản xuất đất lúa xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Loại rượu nếp nói trên có hình thức giống hệt với loại rượu đã gây ra vụ 3 người bị ngộ độc methanol nhập viện từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Trước tình hình liên tiếp ghi nhận các ca ngộ độc methanol do sử dụng rượu nếp của cơ sở đất lúa, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua và không sử dụng sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Bộ Công Thương. Đối với người đã sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời. Ngày 13 tháng 11, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Cục đã xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn, 36 tuổi, quê ở Yên Bái, liên quan đến vụ giả mạo clip VTV. Huấn Hoa Hồng bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội. Theo quy định tại điểm A, khoảng 1, điều 101, Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Theo cơ quan chức năng, video clip đã được gỡ bỏ khỏi tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng, nhưng việc tung tin giả mạo của ông Bùi Xuân Huấn đã vi phạm quy định pháp luật. Bùi Xuân Huấn cũng trình bày bản thân không quản lý tốt nội dung trên fanpage, nhận thức việc đăng video clip cắt ghép đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Anh ta gửi lời xin lỗi đến VTV và hứa không tái phạm. Trước đó, vào hồi tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn 17,5 triệu đồng sau khi xác định anh ta biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ Nhất Kiếm Tiền và Bí Kíp Kinh doanh Online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Ngày 20 tháng 8, Huấn tiếp tục bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng do vu khống cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội vừa vận chuyển các bộ phận cầu kiện đầu tiên của máy đào hầm về ga ngầm Kim Mã. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông tin thêm, các bộ phận còn lại của máy đào hầm sẽ được vận chuyển vào tháng 12 tới để lắp ráp, sau đó tiến hành thi công khoan 4 km đường hầm của dự án. Máy đào hầm có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn, bộ phận khiên đào phía trước đường kính 6,55 m. Dự kiến sau 2 tháng lắp ráp, nhà thầu bắt đầu khoan đào từ tháng 3 năm 2021. Theo thiết kế, khi máy đào khoan đến đâu, vỏ hầm sẽ được lắp đến đấy. Trong điều kiện lý tưởng, mỗi ngày máy sẽ đào được khoảng 10 mét đường hầm. Nếu hoạt động khoan đào được tiến hành liên tục, cần hơn 1 năm 400 ngày để hoàn thành khoan đào 4 km đường hầm của dự án. Vào ngày 11 tháng 11, Forbes vừa công bố danh sách những nhà từ thiện hào phóng nhất châu Á năm 2020. Forbes cho biết đã xem xét hàng chục ứng viên để chọn ra 15 gương mặt đưa vào danh sách năm 2020, năm thứ 14. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người được tạp chí Mỹ nhắc đến đầu tiên trong danh sách này. Theo giới thiệu của Forbes, ông Vượng thành lập Quỹ Thiện Tâm năm 2006. Quỹ này đã quyên góp được 77 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm. Riêng tập đoàn Vingroup của ông Vượng đã ủng hộ 55 triệu đô la Mỹ cho nhiều hoạt động phòng chống Covid-19 như cung cấp máy thở và nhiều thiết bị khác cho các tổ chức y tế. Với những đóng góp để phòng chống đại dịch, tỷ phú Lý Gia Thành và ông chủ Uniqlo Tadashi Yanai cũng góp mặt trong danh sách của Forbes. Cuối năm ngoái, tỷ phú Hồng Kông Trung Quốc này đã chuyển 250 triệu đô Hồng Kông, 32 triệu đô la Mỹ thành nhiều hình thức tài trợ khác nhau thông qua quỹ của mình. Còn ông Tadashi Yanai trao 11,2 tỷ yên, 105 triệu đô la Mỹ cho hai trường đại học, phần lớn trong số đó được dùng để nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Mục tiêu của Forbes là ghi nhận những nhà từ thiện cá nhân đang quyên góp tài sản của chính họ. Do vậy, danh sách này không bao gồm các khoản quyên góp từ công ty của các ông trùm giàu nhất châu Á, trừ khi việc đóng góp được thực hiện qua một công ty tư nhân mà họ là chủ sở hữu phần lớn. Sau màn cầu hôn gây sốt, Hồ Ngọc Hà chia sẻ thông tin còn bất ngờ hơn khi đã cùng Kim Lý đăng ký kết hôn từ đầu năm 2020. Qua đó, showbiz Việt cùng netizen đang rất nóng lòng chờ đợi một đám cưới cổ tích trong tương lai gần của cặp đôi.
Ngày 12 tháng 11, thông tin Kim Lý chính thức cầu hôn Hà Hồ sau 3 năm hẹn hò đã khiến cộng đồng mạng và Vsbiz vô cùng rộn ràng. Ngay sau khi những khoảnh khắc này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đáng nói nhất, phía nữ hoàng giải trí vừa tiết lộ với chúng tôi rằng Hà Hồ và Kim Lý đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào đầu năm 2020. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Hồ Ngọc Hà nói với Kim Lý rằng: "Em đã nói ngay từ đầu, em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định, thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối và em sẽ như anh, thành thực đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc như cách anh đã dạy em 3 năm qua." Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau sau lần hợp tác chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ cuối năm 2017. Sau một thời gian ngắn giấu kín, họ quyết định công khai và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với công chúng. Vào ngày 4 tháng 11, Hồ Ngọc Hà sinh đôi một con trai và một con gái, tên thân mật là Leon và Lisa. Nữ ca sĩ tiết lộ Leon giống bố y hệt, còn Lisa thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà nội. Vì quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan đã dựng tượng quốc khuyển khổng lồ giác vàng đặt giữa thủ đô. Bức tượng vừa được khánh thành vào đầu tuần này bằng một buổi lễ đặc biệt với âm nhạc và khiêu vũ. Nói qua về giống chó Alabay, thì nhà sử học Victoria Clement, tác giả một số cuốn sách về văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết giống chó này là nguồn gốc của niềm tự hào dân tộc Turkmenistan. Bedi Mukhamedov, một cựu nha sĩ say mê giống chó này đến nỗi ông thậm chí còn viết một cuốn sách về chúng. Trong cuốn sách, ông viết rằng tổ tiên của người Turkmen đã nhìn thấy giấc mơ của họ trên lưng những chú ngựa thảo nguyên, nhưng niềm hạnh phúc của họ sẽ mãi ở Alabay. Ông này cũng viết một bài thơ về giống chó Alabay và gửi cho chính phủ để có thể đọc trong buổi ra mắt bức tượng. Trong đó, ông nói rằng những chú chó Alabay chính là biểu tượng của vinh quang và chiến thắng. Được biết, đây không phải là bức tượng chất chơi đầu tiên mà ông Bedi Mukhamedov đặt làm. Vào năm 2015, ông này đã cho xây một bức tượng vàng của chính mình đang cưỡi ngựa trên đỉnh một vách đá cẩm thạch trắng. Nhắc tới kim loại, chúng ta sẽ thường nghĩ đến loại vật liệu thô sơ và khô khan. Thế nhưng với đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo vô cùng phong phú, nghệ sĩ người Hungary Peter Szoksi đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ những mảnh kim loại bỏ đi. Peter Szoksi có một sở thích khá lạ lùng. Anh ấy thu thập, chọn lọc và lắp ráp tất cả các loại bộ phận cơ khí từ các vật dụng khác nhau như là đồng hồ cổ, máy ảnh, thiết bị y tế để tạo ra những tác phẩm phức tạp mà đẹp mắt. Kết quả là một bầy nhện khổng lồ đầy sống động được nghệ sĩ sống ở Budapest lắp ráp từ các bộ phận của đồng hồ cổ điển, máy ảnh. Người nghệ sĩ có kế hoạch bán những sản phẩm của mình trên mạng và được dự đoán sẽ cháy hàng rất nhanh. Ước tính giá mỗi con nhện mà Peter Szoksi tạo ra khoảng từ vài trăm đến vài ngàn USD. Các nhà thám hiểm từ tổ chức khoa học CSIRO lần đầu tiên quan sát thấy loài mực tay dài bí ẩn ở vùng biển Úc. Đây là một trong những sinh vật khó nắm bắt nhất trong tự nhiên. Chúng sinh sống dưới đại dương sâu thẳm và chỉ có đúng 10 cá thể được xác nhận trên thế giới. Mực tay dài sở hữu tên gọi như vậy là bởi chúng có những xúc tu quá khổ, có thể dài đến 8 mét. Tuy nhiên, những mẫu vật xuất hiện ở Great Australian Bight nhỏ hơn đáng kể. Các nhà nghiên cứu đã đo được một con có chiều dài 1,8 mét, trong đó xúc tu chiếm tới 1,68 mét. Magna pinna sinh sống ở độ sâu từ 1.000 đến 4.000 mét so với mực nước biển, nơi có áp lực nước rất lớn và ánh sáng mặt trời không thể tiếp cận. Do đó, để thực hiện khám phá này, nhóm nghiên cứu đã cần đến sự hỗ trợ của tàu lặn biển sâu ROV. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.